Chào mọi người, tôi lại quay trở lại đây và lại đưa ra những cái lời tư vấn về đầu tư gì kỳ khủng hoảng, kỳ Covid. Và chúng ta đã thấy cái video của ngày hôm qua là chúng ta phân tích rất nhiều về USD Index và đưa ra các giải pháp của đồng USD, đồng bạc xanh xuống giá sẽ kích hoạt rất nhiều các yếu tố, ví dụ đồng bạc xanh giảm giá khiến cho giá vàng tăng giá rất là mạnh mẽ. Cùng với sự điều chỉnh của chính phủ Mỹ khi toàn bộ tất cả những cái nền kinh tế tích trữ đồng ngoại tệ, khi đồng ngoại tệ chênh lệch tỷ giá với cái việc là đánh mạnh về sự suy yếu của đồng đô la khiến cho toàn bộ các cái đồng tiền khác chốt lời, cụ thể là euro, cộng đồng Trung Châu Âu chốt lời để đa phương hóa cái việc mà take profit cũng như là dự trữ đồng bạc xanh để có thể mua được những cái tài sản khác. Và ngay lập tức ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy cái sự điều chỉnh từ điểm rất là thấp 9467 đến vùng 95 và cao nhất là ngót vùng 96. Đây là yếu tố quan trọng để chúng ta thấy được có rất nhiều sự điều chỉnh. Cụ thể là chứng khoán Mỹ hôm nay cũng hồi phục. Tôi hôm nay có phân tích rất nhiều về một cái bài ở Facebook nói về giá dầu hay là nói về sự phục hồi của rất nhiều các cái chỉ số chứng khoán hay là các cái điểm rung lắc rất là mạnh khi mà cái hệ thống sụt giảm thông qua các cái tín hiệu mà đồng USD suy giảm khiến cho toàn bộ tất cả các cái thị trường bị rung lắc rất là mạnh, sau đó có những cú đỡ. Và chúng ta thừa biết rằng là trên các cái quỹ của thế giới người ta để dự trữ các cái đồng ngoại tệ, đặc biệt là đồng bạc xanh, là đồng USD, để đỡ được những cái cú swing mà giảm giá khủng khiếp để tạo ra một cái sức sóng hồi. Ví dụ ngay lập tức từ vùng 5797 của chỉ số UK100 đã hồi phục, mà hầu hết tất cả những cái chúng ta xem chỉ số của Đức cũng hồi phục, chỉ số của Euro cũng hồi phục rất nhiều, đúng không ạ? Và nhiều các cái mức giá, ví dụ giá cà phê cũng hồi phục. Đó là những cái sự trấn an khi mà thị trường, đặc biệt là cái việc mà USD can thiệp Tổng thống Mỹ cũng như là nền kinh tế cũng như là các cuộc họp chúng ta sẽ nói. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy sự hồi phục của giá dầu khi mà đồng bạc xanh có sự điều chỉnh. Vậy thì giá dầu từ 27 lên vùng 33 cũng đã cho chúng ta nhìn thấy cái sự bắt đáy là thực sự thành công. Vậy liệu nó có gia tăng hay là giảm giá hay là tăng giá hay không thì chúng ta sẽ phân tích thêm. Và ngày hôm nay tôi cũng tập trung đi vào phân tích một số các cái bản tin cũng như là đưa ra các cái cách và cái quy trình để chúng ta đầu tư như thế nào. Các con sóng cũng như là các yếu tố để chúng ta phân tích về Bitcoin, Ethereum, Litecoin cũng là đều có những cái sự điều chỉnh rất là nhẹ khi mà giá sập một cách mạnh mẽ. Hôm qua tôi nói rằng phân tích của đồng USD đối với đối kháng với toàn bộ tất cả thị trường thì đáng lẽ đồng USD giảm giá, chỉ số USD Index về vùng 94 thì các yếu tố khác bật lên mạnh mẽ. Ví dụ các đối kháng BNB hay là Bitcoin hay Ethereum hay Litecoin rất nhiều thì nó sẽ có cái tín hiệu khi đồng đô la giảm giá thì tất cả các tài sản khác đều tăng giá, cụ thể là nó đi theo giá vàng. Thế nhưng không, toàn bộ thị trường nó cũng xuống giá theo đồng USD. Vậy USD Index nó gần như là sự cộng hưởng, nó gọi là tỷ lệ đồng pha cũng như là cái tỷ lệ thuận khi mà cùng giảm giá, chắc chắn là nó sẽ không giữ được lâu. Nếu trong trường hợp có sự đảo chiều và tỷ lệ nghịch, ví dụ đồng USD tăng giá khiến cho toàn bộ tất cả xuống giá thì cái việc đảo chiều nó rất là khó, hoặc là đồng USD giảm giá khiến cho các đồng khác tăng giá, ví dụ Bitcoin tăng giá hay vàng tăng giá thì cái việc đảo chiều rất khó. Tuy nhiên, ở đây đồng USD giảm giá và các đồng tiền khác đều giảm giá theo. Do vậy, đó là sự tác động của các yếu tố giảm giá trong cái sự giới hạn và giữ được. Đó là mang tính chất là cục bộ và không duy trì lâu dài, khiến cho ngày hôm nay sau chỉ có một ngày thôi, từ mùng 9 đến ngày mùng 10, thì giá đã bật lên. Ví dụ Bitcoin cũng đã bật lên từ vùng 77 lên các vùng 81. Và cụ thể đêm nay nó sẽ có thể tăng rất là mạnh vùng 83 và các mức cản ở vùng 87 có thể hoàn toàn có thể xảy ra. Hiện tại thì
tỷ lệ dịch cũng như là các điểm nóng về cách ly cũng làm gia tăng và dấy lên rất nhiều các cái quan ngại về kinh tế. Tuy nhiên ở cái phương diện là đầu tư cũng như là đầu cơ thì chúng ta có rất nhiều các cơ hội để chúng ta có thể xem xét. Đó là dầu, giá dầu. Đó là các cái chỉ số về vàng có sự điều chỉnh khi mà đồng đô la tăng lên, sự điều chỉnh khi mà các cuộc họp. Rồi đặc biệt là chúng ta sẽ nhìn thấy các cổ phiếu hot, cổ phiếu top, ví dụ như là Tesla hay là các cổ phiếu của các cái hãng công nghệ như là Google. Đây là một trong những cái yếu tố mà rất nhiều các quỹ, các con chó sói đang đứng rình mà chưa có cơ hội để vào được một cái khung giá tốt của các cái cổ phiếu. Chúng ta nhìn thấy an ninh lương thực cũng như là các vấn đề về chiến tranh lương thực, đúng không ạ? Nó đã tăng với vùng lúa mì ở cái vùng rất là thấp lên các vùng cao chỉ trong một ngày thôi, 505 và lên 522. Giá dầu cũng điều chỉnh. Giá ngô chúng ta cũng nhìn thấy có sự tăng trưởng, đúng không ạ? Dưới vùng 850 đến vùng 817. Do vậy sự phục hồi của cái nền kinh tế khi mà có sự tác động điều chỉnh giữa đồng USD, đó chính là cái cách mà chúng ta nhìn nhận thị trường. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ phân tích thêm một số các chi tiết như sau. Trước khi chúng ta vào, chúng ta sẽ theo dõi một số các cái công ty, ví dụ như là sự điều chỉnh từ vùng 604 lên vùng 655. Thì ở Facebook của tôi có nói rằng là gì ạ? Có những chú chó sói rình mồi và ngoạm những cái miếng xương rất là to vì người ta chờ đợi cái cuộc lộn ngược dòng của giá, ví dụ vùng 795 hay là vùng 936, khiến cho người ta thấy rằng là việc mua cổ phiếu ở vùng giá thấp gần như là hiếm. Và Tesla từ vùng 604 thấp nhất đã lên 657 và chắc chắn là gì ạ? Sẽ có đợt tăng trên cả Ichimoku, khiến cho giá của những cổ phiếu được gọi là hot blue chip tăng lên rất là mạnh mẽ. Chúng ta xem Starbucks xem có cái điều chỉnh hay không ạ. Cũng có sự điều chỉnh từ cái vùng 70 đến 72. Các vấn đề về năng lượng, tôi có thể theo dõi các cái cổ phiếu, ví dụ như là cổ phiếu của Facebook hay là Google, hay thậm chí là IBM, Intel đều có sự điều chỉnh, đúng không ạ? 118 đến 121, đúng không ạ? Google 1253, đúng không ạ? Và người ta thấy rằng là cái giá của việc 1199 gần như là không có, không tưởng. Do vậy có lực đỡ. Goldman Sachs hay General Auto, về cơ bản tất cả đều có cái cách mà chúng ta có thể nhìn thấy là cái sự điều chỉnh cũng như là đưa ra các cái cách để chúng ta nhìn nhận. Tôi cũng muốn nói rằng cái cổ phiếu của Hubline, một trong những cái cổ phiếu mà tôi có theo dõi đợt này, đó là một số các cái công ty về bán hàng các thực phẩm phải ăn, bữa ăn dinh dưỡng buổi sáng, hay là một số các cái loại hình về an ninh lương thực, hay là một số các cái hàng hóa nó liên quan đến nông nghiệp, thì cũng có những cái sự tăng giá rất là khủng khiếp, từ 366 đến 378. Đối với ngô, các cái đơn đặt hàng xuất khẩu cũng như là các kỳ hạn trong tương lai thì đã tăng. Và lúc này chúng ta sẽ theo dõi một số các cái bài mà VN Express cũng như là một số các cái bản tin phân tích tài chính trong ngày hôm nay chúng ta đọc được. Thứ nhất là nền kinh tế Saudi Arabia sẽ phải trả, khi phải phải giá phải trả, và cái việc trả giá khi mà châm ngòi cuộc chiến giá dầu với Nga và Mỹ, đúng không ạ? Chúng ta sẽ tìm hiểu lại ngày hôm qua thì người ta nói rằng là sẽ đánh cho giá dầu duy trì ở cái mức 20 đô la. Tuy nhiên ở cái bài này phân tích, nếu Brent duy trì ở mức 35 đô thì Saudi không điều chỉnh chỉ tiêu công thâm hụt ngân sách, họ sẽ tương đương với 15% GDP năm nay. Do vậy là thâm hụt nó rơi vào khoảng 12%, khiến cho nhu cầu tài chính tăng 36 tỷ đô, và cái này là không bù được ngân sách nhé. Do vậy là gì ạ? Cái việc khủng hoảng là nằm trong tầm tay. Do vậy tất cả các cái khối của OPEC không bao giờ muốn cái việc này xảy ra, cũng như là các vấn đề về châm ngòi cho cuộc chiến về giá dầu, khiến cho toàn bộ tất cả những cái yếu tố mà làm duy trì giá dầu giảm gần như là gì ạ? Họ sẽ ngăn chặn. Chúng ta phân tích với Nga sẵn sàng rời bỏ liên minh với OPEC. Đấy, Nga sẵn sàng khi mà đã dự trữ đầy kho rồi, cũng như là
đưa ra các cái bài để tấn công các đối thủ tại Mỹ so với Ả Rập Saudi. Nước này thì chịu ảnh hưởng từ giá dầu thấp, Ngân hàng Trung ương Nga đã gây dựng lại khối dự trữ nước ngoài hiện mức cao nhất ở các đồng minh của Nga cũng như là các khối dự trữ cùng với Nga từ năm từ rất nhiều năm trước, đúng không? Và đây là cái con bài và cái xem xét để gì á, có thể trả đũa. Chúng ta xem xét một vấn đề khác sẽ bị ảnh hưởng là kế hoạch chuyển đổi kinh tế của Thái tử Mohammed Salman cho quốc gia này. Họ muốn tránh phụ thuộc vào dầu thô thông qua các chương trình xây dựng công nghiệp như khai mỏ, du lịch hoặc giải trí, đúng không ạ? Người ta muốn đa phương hóa các ngành công nghiệp thay vì chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào dầu mỏ, khiến cho chúng ta thấy được cái cuộc chiến này ngay cả các nước Ả Rập họ cũng làm mạnh mẽ hơn, bởi vì họ gần như là mong muốn không phụ thuộc vào giá dầu và quên đi cái tiếng là bán dầu để ăn, đúng không ạ? Do vậy là gì ạ? Để nhằm giảm sức ép tài chính, Ả Rập Saudi có thể kéo dài thời gian bằng cách tìm đến thị trường nợ. Và gần 2 tháng trước họ phát hành 5 tỷ đô la trái phiếu nhằm căn chặn đà thâm hụt ngân sách. Và khi ngân sách chính phủ càng thâm hụt thì cái dự trữ ngoại tệ điều chỉnh dần dần các chính sách tài khóa, khiến cho một cuộc chiến giá sẽ bị hao hụt nhanh chóng về mặt số tiền cũng như là các vấn đề về bất ổn chính trị cũng như là kinh tế trong nước. Thế thì chúng ta biết được là cái việc dự trữ của Ả Rập Saudi hiện chỉ bằng 2/3 năm 2014 và đợt lao dốc gần nhất của giá dầu, vì thế cuộc chiến kéo dài họ sẽ bị thiệt hại lớn. Và trả lời cho câu hỏi này thì trong ngày hôm nay thì giá dầu đã được điều chỉnh và người ta đánh giá là phục hồi gần 7%, đúng không ạ? Vì sao? Cái cuộc khơi mào của ngày hôm qua thì chúng ta đã phân tích. Vậy thì quay trở lại các cái bài phân tích cũng như là cái cách mà chúng ta tìm hiểu là đầu tư gì trong những năm năm nay và trong cái kỳ khủng hoảng này, thì chúng ta sẽ có rất nhiều các cái yếu tố để chúng ta phân tích. Thứ nhất là đồng USD suy yếu khiến cho các cái đồng khác nó suy yếu cùng thời, cùng đồng pha cũng như là tỷ lệ thuận, thì chắc chắn là cái giá trị giữ nội tại thì chắc chắn là sẽ không giữ được lâu, khiến cho các cái đồng khác nó sẽ bật lên, cũng như là có sự điều chỉnh của đồng đô la khiến cho chúng ta sẽ ăn được cái chênh lệch tỷ giá. Vậy chúng ta thường xuyên đổ tiền vào các cái mặt hàng ví dụ như là chứng khoán hot, chứng khoán top để chúng ta có được cái sự hồi phục rất là nhanh, bởi vì các quỹ luôn luôn nhắm tới. Thứ hai, tại đại dịch thì chúng ta sẽ tập trung vào các cái sản phẩm ví dụ như là vàng, kim loại quý, đó là cái nơi mà người ta gọi là trú ẩn an toàn. Cái thứ ba đó là cái yếu tố để chúng ta để ý vào, đó là các sản phẩm từ an ninh lương thực, đặc biệt là những người mà nghiên cứu về sở hữu hàng hóa cũng như là các vấn đề về hàng hóa, các vấn đề về ngô, khô, đậu tương thì chúng ta có thể theo dõi, thì đấy là những cái yếu tố để chúng ta có được sự phục hồi. Và nhanh nhất thì chúng ta nhìn thấy về giá vàng cũng như là giá dầu, khiến cho chúng ta có được cái cách để chúng ta nhìn thấy sự hồi phục. Cụ thể là ở cái mức trượt dài ở vùng 30-28 thì nay đã lên được cái giá 37, mà chúng ta chờ các cái con sóng để vượt qua Ichimoku khiến cho cái giá điều chỉnh tại vùng giữa của Bollinger Band bật lên, do vậy chúng ta ăn được cái khoản sóng hồi. Tuy nhiên chúng ta cũng không nên mua một cách tất tay để mà chúng ta ẵm chọn, mà là chúng ta có sự điều chỉnh phân bổ các nguồn lực và tài chính của mình để chúng ta có thể mua ở dạng bình quân giá. Hãy nhớ rằng sử dụng đòn bẩy hợp lý, chúng ta sẽ có được cái cách để chúng ta làm tốt hơn trong việc quản trị vốn của mình. Tiếp nữa, chúng ta thấy được giá luôn luôn có sự nhắc lại của quá khứ. Việc test giá ở các vùng, ví dụ vùng thấp 33.5 hay là vùng 31, đúng không ạ? Hay rất nhiều các cái vùng mô hình giá khác thì hoàn toàn có thể xảy ra. Người ta định nghĩa là giá là sự lặp lại của quá khứ, khiến cho các vùng test của đáy của giá thì hoàn toàn có thể gì ạ? Được xem xét. Vàng cũng là một trong những yếu tố tăng giá trong kỳ này, nhưng mà hãy nhớ đó, và hãy xem xét đến các vấn đề tỷ lệ chốt lời của giá. Và khi mà các cái thị trường mà tăng giá mãi, đặc biệt là giá vàng, thì sẽ có sự điều chỉnh, bởi vì sẽ có các cái đợt bán tháo ra để chốt lời. Và khi chốt lời họ hóa ra USD thì các điểm mua vào lại là chính điểm giữa của Bollinger Band và Ichimoku, khiến cho các cái vùng giá được gọi là vùng giá mua điều chỉnh. Do đó các phân tích như thế này thường xuyên chúng ta nhìn thấy và chúng ta cập nhật. Vậy thì để mà mua được cũng như là đưa ra các giải pháp thì chúng ta
có được cái cơ hội vàng dầu ETH BTC ở kỳ khủng hoảng, thì chúng ta có cái sản phẩm là sản phẩm xtb.com.vn là một trong những cái sàn mà chúng ta có thể vào để chúng ta đăng ký. Và cái cỗ máy quét này sẽ giúp cho chúng ta tìm hiểu cũng như là đưa ra các cái sản phẩm tốt nhất, phù hợp nhất. Thì chúng ta vào xtb.com.vn để chúng ta có thể tham gia. Ngoài việc sử dụng MT4 để chúng ta theo dõi các mức giá, thì chúng ta có cái phần mềm Station File giúp cho chúng ta theo dõi được các mốc giá sao cho tốt nhất và hiệu quả nhất. Ở dưới video này thì tôi có để các link để chúng ta có thể đăng nhập cũng như là cài đặt, cũng như là xem xét để phân tích các yếu tố để chúng ta làm. Và chúng ta cài cái cỗ máy quét của XTB giúp cho chúng ta có thể nhìn được các mốc giá. Trong đây thì có các mốc của cái giá cũng như là các cái máy quét của rất nhiều các cái cặp tỷ giá hay là crypto thì chúng ta xem qua. Đây là cái cỗ máy mà chúng ta có thể theo dõi được các cái tin tức cũng như là chỉ số cũng như là lịch kinh tế để chúng ta có thể phân tích thị trường. Đặc biệt là có các cái khóa học đào tạo, có lịch sử giao dịch, có các cái lịch kinh tế và đặc biệt là các cái điều chỉnh về xu hướng tốt nhất mà nó chỉ ra. Các xu hướng tốt nhất hiện tại đưa ra rất nhiều các cái vấn đề máy quét doanh số của cổ phiếu hay là các volume, các vấn đề về Bitcoin, Ethereum hay là một số các con sóng. Các cái chỉ báo mà bán mạnh, lực bán mạnh hay là chỉ báo lực mua mạnh thì hoàn toàn có thể xảy ra. Và chúng ta biết được các cái thông tin trên đây, chúng ta có rất nhiều các thông tin để chúng ta giúp được. Thứ nhất về cái thị trường Forex cũng như là các cái cặp tỷ giá như Euro, USD và cái chỉ số mà tăng trưởng hay là giảm để chúng ta biết được cái sự điều chỉnh của nó. Thứ hai là các cái chỉ số của chứng khoán Mỹ, đúng không ạ? Các vấn đề về hàng hóa, nông nghiệp, cà phê, lúa mì và đường, rất nhiều các cái kim loại công nghiệp hay kim loại quý đưa ra là commodity, hàng thương phẩm. Crypto, đúng không ạ? Có Bitcoin, sự hồi phục của Bitcoin ra sao. Stock là các mã chứng khoán, các mã cổ phiếu của Anh, của Bỉ, của Bồ Đào Nha, Séc, rất nhiều, đúng không ạ? Và các cái hàng hóa phái sinh, các cái chứng khoán phái sinh để chúng ta có thể theo dõi, để chúng ta có thể mua bán dựa trên các cái lô mà chúng ta có thể theo dõi để chúng ta nhìn thấy được các cái volume cũng như là khối lượng nhỏ nhất hay lớn nhất. Ở đây thì cũng cho những cái tài khoản demo để chúng ta có thể có được cái sự giao dịch ảo từ 10.000 đô hay nhiều hơn để chúng ta có thể mua hay là chúng ta có thể bán và chúng ta tập làm quen với Station File. Thứ hai nữa, chúng ta có thể phân tích được dựa trên các cái bài đào tạo đối với những người mới, thì có rất nhiều video ở đây chúng ta có thể tham khảo. Đặc biệt nữa là các cái lịch kinh tế cũng như là tin tức để chúng ta đánh giá được các mức độ ảnh hưởng nhiều sao, mức độ ảnh hưởng đỏ hay là xanh, mức độ tốt hay là xấu, đúng không ạ? Trong quá khứ và trong tương lai, thì đấy là cái sự kiện về tài chính cũng như là các cái lịch kinh tế. Ngoài ra các tin tức chúng ta có thể nhìn thấy được là các cái lịch kinh tế mà đội ngũ X-Station sẽ phân tích, các cái thống kê cũng như là các bài phát biểu để chúng ta có thể theo dõi để sao cho chúng ta biết được các cái diễn biến tài chính trong ngày như thế nào. Các bản tin sáng của châu Âu, của giá dầu, của US500 hay rất nhiều các cái yếu tố khác. Tuy nhiên để chúng ta biết được các cái mô hình về giá thì chúng ta đặc biệt phải theo dõi ở các cái vùng giá đáy hay các cái vấn đề về vùng mua hay vùng bán, các điểm điều chỉnh, các điểm chốt lời của giá hay là các cái điểm mà chúng ta nhìn thấy theo các con sóng như là Bollinger Band hay là Ichimoku hay là toàn bộ tất cả những cái quy trình để chúng ta theo dõi được các cái con sóng khiến cho chúng ta biết được vùng mua, vùng bán và vùng đáy hay vùng đỉnh. Các yếu tố đó chúng ta có thể theo dõi cũng như là đọc được rất nhiều tài liệu để chúng ta phân tích. Ngoài ra trong cái Station File này có rất nhiều các cái mã mà chúng ta có thể quan tâm. Ví dụ trong cái crypto chúng ta cũng có thể mua hay bán đối với lại Bitcoin, Litecoin hay là EOS.
chúng ta cũng có thể tìm hiểu, miễn là chúng ta gia tăng được cái dòng vốn của chúng ta với cái số lượng tiền của chúng ta làm sao tăng. Vậy thì nhiều người sẽ nói rằng là kỳ khủng hoảng thì chúng ta sẽ mua gì hay bán gì, đúng không ạ? Thì chúng ta bắt buộc phải phân tích và dựa trên các cái điểm nhìn thấy ở trên sơ đồ và mô hình của giá, thấy được sự điều chỉnh, thấy được sự mua và bán. Nó hoàn toàn có thể giúp cho chúng ta theo dõi được các cái con sóng trong các cái biểu đồ. Thì trên đây David có phân tích qua cái việc mà chúng ta đầu tư gì trong cái kỳ khủng hoảng này. Thì mọi cái phân tích thì chúng ta có thể kết nối Zalo cũng như là đưa ra các giải pháp. Hãy nhớ rằng sử dụng vốn đúng mục đích. Thứ hai nữa là chúng ta hãy phân bổ các nguồn vốn của chúng ta. Thứ ba nữa là chúng ta phải học thật chi tiết và giao dịch một cách chắc chắn. Thử giao dịch trước, tránh trường hợp chúng ta mua quá lớn, chúng ta sẽ bị thất bại, chúng ta sẽ bị cháy tài khoản khi mà chúng ta không biết quản trị cái dòng vốn của chúng ta và quản trị đòn bẩy. Đừng ngần ngại Zalo với David cũng như là đăng ký theo cái link ở dưới đây, và hy vọng sẽ gặp lại các bạn ở trong các cái chi tiết để chúng ta đầu tư gì, trong những cái cách để chúng ta có thể làm được sao cho gia tăng cái nguồn vốn của chúng ta. Quỹ GFX cũng như là các vấn đề về tự giao dịch cũng như là ủy thác giao dịch chúng ta cũng có ở dưới link video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.